Hello, xin chào các bạn. Hồi xưa ở dưới Bạc Liêu á, cái món ăn mà nổi tiếng nhất Bạc Liêu đó, nó nổi tiếng mà ai cũng biết, đó chính là hột é Bủ Gòn ha. Nó giống như là trà sữa Kung Fu Tea hay là trà sữa Gongcha. Bây giờ là các bạn uống trà sữa là full topping không. Hồi xưa ở Bạc Liêu nó cũng có trà sữa các bạn, nhưng mà trà sữa miền quê, trà sữa kiểu đồng quê. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn coi nhé. Thì ở đây á, mình có một bịch, cái bịch màu đen này á, nếu mà các bạn nào không ở miền Tây á, các bạn không biết đâu, xương sáo, cái này là xương sáo vậy nhá, các bạn nên nhớ là xương sáo và xương sâm là khác nhau. Xương sâm màu xanh. Không, xương sáo, cái này là xương sáo trắng, ok. Xương sâm là nó làm từ lá sâm các bạn, còn xương sáo nó làm từ lá sáo các bạn ha. Đây là đời ơi ha, đời ơi nè. Nếu mà các bạn không ở miền Tây thì các bạn không biết đời ơi là cái gì đâu, đây là hạt đời ơi các bạn. Còn đây là một mũ chôm, còn đây là mũ gòn. Các bạn có biết không, một cái điều á, tất cả ba cái thứ này á, nó đều xuất phát từ châu Mỹ các bạn, có nghĩa là bên Mỹ các bạn nha. Nhưng mà cái mấy cái này nó đều xuất phát từ Amazon, có nghĩa là châu Mỹ các bạn, ở bên nước Mexico, Brazil rồi đó. Nhưng mà mấy cái này á, là hồi xưa người ta đem qua Việt Nam mình trồng các bạn. Nhưng mà người Việt Nam của mình bây giờ họ lại có nhiều hạt giống hơn là bên Nam Mỹ các bạn. Mấy cái này nè, các bạn biết không, mấy cái trái mà ở dưới Bạc Liêu chẳng hạn, như là mấy cái trái me keo đó, cái nguồn gốc của nó cũng là từ bên Nam Mỹ nè các bạn, bên Nam Mỹ đi nha, chứ không phải là ở bên châu Á đâu, là người ta đem giống qua bên châu Á mình mới có cái cây me keo các bạn nhé. Nhưng mà bây giờ mấy cái cây đó mà các bạn phải vô rừng Amazon nó mới có được, ok. Bây giờ ở dưới miền Tây á, phải đi vô vùng sâu vùng xa mới có những cái cây me keo hoặc là mũ chôm, các bạn thấy không? Cái cây mũ chôm này á là cũng là gốc từ Nam Mỹ các bạn nhé. Cái hạt đời ơi nè cũng là gốc từ Nam Mỹ các bạn, gừng gặm Amazon rồi lại gửi qua đó nhé. Đó, nhưng mà nó lại trở thành một món ăn của người dân Việt Nam của mình các bạn. Tất cả cái này đều là nguồn gốc từ bên Nam Mỹ, các bạn nên nhớ là châu Mỹ nó có Bắc Mỹ và Nam Mỹ các bạn nhé. Bây giờ vợ mình nó đang làm xương sáo trắng và xương sáo đen, ok. Còn cái này thì mình sẽ bỏ nó vô để làm cho các bạn biết một món ăn nổi tiếng miền Tây, một món trà sữa nổi tiếng full topping. Ok, thì mình sẽ ngâm đời ươi các bạn. Cái hạt đời ươi này á, nó không biết tại sao người ta gọi đó là đời ươi các bạn. Hồi xưa mình cứ tưởng là cái con đời ươi á, cái con khỉ nó ăn ra nó nhả cái hộp này ra các bạn. Nhưng mà đây là một cái họ thuộc cái cây gì đó ở bên gần Amazon. Không biết cái cây gì luôn, để lên Google kiểm tra thử coi. Thấy không? Cái hạt này tiếng Anh đó là cái gì đó quên mất tiêu rồi. Bây giờ mình sẽ ngâm một hai hạt vô các bạn ha. Đó. Bỏ vô đây. Mình khoái ăn cái này nhiều lắm cho nên mình sẽ bỏ nhiều các bạn ha. Đó, khi mà các bạn ngâm nó sẽ nở ra bạn. Mình khá là sốc khi mà các bạn biết hồi xưa ở Việt Nam mình ăn á, mình uống á, mình cứ tưởng tượng là mấy cái cây này là chỉ có ở Việt Nam mới có thôi. Nhưng mà mình khá là sốc khi mà mình lên mạng mình kiếm á, mấy cái cây này nó lại xuất phát từ châu Mỹ các bạn, một đất nước xa xôi. À, mà không biết làm sao mà nó có giống ở bên Việt Nam hay thiệt ta. Thậm chí mà các bạn biết không, cái cây bình bát á, cái giống của nó cũng là Nam Mỹ các bạn nhé. Đó, nở các bạn thấy không? Nở rồi. Các bạn biết không, cái cây bình bát, cái cây me keo, cái cây phượng á, cũng là giống của Nam Mỹ các bạn. Các bạn đừng tưởng cái cây phượng ở Việt Nam là giống của Việt Nam nha. Hồi xưa người Pháp á, họ đem về Việt Nam họ trồng. Tại vì họ muốn trồng một cái loại cây nào nó dễ thích nghi, nó dễ mọc. Thì cái cây phượng là một cái cây nó dễ mọc, nó dễ thích nghi cho nên ở bên Việt Nam người ta trồng rất là nhiều cây phượng các bạn. Nhưng mà thật sự cây phượng nó cũng là nguồn gốc từ Nam Mỹ các bạn nhé, Nam Mỹ luôn. Bây giờ vợ mình nó đã bỏ mũ chôm như vậy. Mũ chôm á thì nó màu trắng các bạn ha. Mũ chôm nó màu trắng, còn mũ gòn nó màu đen. Mũ gòn á là cái mũ mà nó chảy ra từ cái cây gòn các bạn. Nó chảy ra từ cây gòn cho nên người ta gọi là mũ gòn. Các bạn biết không, người bên bên Mỹ, nên Nam Mỹ các bạn họ cũng ăn cái này nữa các bạn. Nhưng mà người Việt Nam của mình thì ăn nhiều hơn các bạn ha. Bỏ vô nồi luôn. Đó, các bạn đừng thấy nó nhỏ nha, nhưng mà lát nữa nó phình lên là bự lắm đó các bạn ơi. Đó. Các bạn nhìn nó nở ra nè. À, hấp dẫn quá các bạn ơi.
nó đỡ ra kìa. Bây giờ mình sẽ quậy xương sáo trắng và xương sáo đen đi các bạn. Giống như mình đang nấu trà sữa vậy đó. Mình đang làm topping nha các bạn. Hột é thì nó lẹ rồi. Đó. Mình phải quậy nó trong vòng 15 phút mới được các bạn nha, chứ không phải là bỏ vô nước là được đâu, mình phải nấu nó lên nó mới được. Thấy gì chứ cũng kỳ công lắm nha. Để nó nguội, nó bỏ tủ lạnh rồi đông lại là. Ở nhà mình có hột é sẵn rồi các bạn, nhưng mà trong cái bịch xương sáo màu trắng nó cho thêm một bịch hột é nhỏ xíu nữa các bạn, cho nên mình sẽ xài luôn. Chứ thật sự ở nhà mình cũng đã có hột é rồi. Thì mấy cái này các bạn biết không, nó cũng bây giờ về các bạn về dưới quê hay là nói chung là ở Việt Nam bây giờ bán đầy các bạn. Hồi xưa là hiếm thôi. Hồi xưa chỉ có ở cái này là màu đen ha. Hồi xưa chỉ có về miền Tây mới có bán thôi. Cái đen này khác hơn cái trắng. Cái dây này rồi nhận phải tiếp tục quậy, quậy để cho nó nhão một lần nữa. Như nó đang độc nè. Nhưng mình quậy cho nó nhão một nữa thì nó mới mịn. Chứ không thì mình đổ ra liền là nó còn sống nhanh nè. Giờ nó đang đập này, nó đang lẫn tợn mà không quánh. Đó, bây giờ đưa đi nở ra nữa các bạn. Đưa nó dễ đỡ lắm bạn. Không biết có nhiều người chưa ăn cái món này, bảo đảm luôn á, không phải ai cũng ăn món này đâu bạn. Chỉ có những người ở Bạc Liêu mới biết ăn thôi à. Miền Tây à. Dạ, nó lạnh lạnh gì phải không? Dạ, tiếp tục quậy, quậy cái nào nó mịn, bắt đầu nó mới xong. Nó đó. Khác với cái trắng. Bây giờ cái đen, cái trắng khác nhau các bạn nha. Cái trắng thì cái cần nóng lên tan đi là được. Đó. Nó cho vào nó đúng ha. Nè, giờ nó mịn như vậy dạ. Mới được nè. Đó. Thấy nó mịn khác chưa? Thấy rồi. À, bây giờ đổ ra nè. Đó, nó phải mịn như vậy mới được nè. Đó. Nó không có lợn cận như nãy nè. Nó phải tan, nó phải hòa tan các bạn ơi. Nó phải đều mới được nha. Rồi xong giờ để nguội xong bỏ đá đông lại là có ăn. Cái này xong rồi mình chỉ cần sắc nó nhỏ ra thôi là bỏ vô cái này để mình là topping gì đó. Bữa hôm nay mình có một món ăn độc đáo không đụng hàng. Đố các bạn biết là gì? Các bạn biết không, cái con vịt mà nó không nói được là tại vì cái món ăn này là nó bị cắt lưỡi bạn. Con vịt nó không nói được thì nó bị cắt lưỡi hết rồi. Đây món ăn lưỡi vịt. Ở trong này có tổng cộng là 40 cái lưỡi vịt các bạn. Mình mua 2 bịch lưỡi vịt. Một bịch 20 cái lưỡi vịt mà một con vịt nó có một cái lưỡi thôi. Cho nên 40 con vịt các bạn. Bây giờ mình đang ướp với lại ngũ hành, ngũ vị hương. Lát nữa mình sẽ đi roti lưỡi vịt roti ăn cho các bạn coi. Món ăn thơm quá các bạn, món ăn độc đáo. Ok. Ok các bạn ơi, bây giờ thì đùi ơi đã tách ra rồi các bạn nhìn nè. Cái này còn mấy cái chưa nở nên em sẽ ngâm lại thêm. Còn này là muối chôm. Wow, nở ra các bạn nhìn nè, mấy hộp thôi à. Ngâm nó ra mà nó nở, cái này mà tiếng trà sữa người ta nói là full topping các bạn, topping á. Giống như là chân trâu các bạn biết không, thì mình bỏ lên giống như là 50 cent là bao nhiêu chân trâu rồi thạch dừa bỏ lên full topping gì đó. Đó. Bây giờ đây là xương sáo trắng. Xương sáo trắng, còn này xương sáo đen. Ok. Cái này thì đơn giản, các bạn chỉ cần lấy con dao rọc nó ra thôi. Còn cái này bây giờ mình sẽ nấu lên cho nó mềm các bạn ha. Xương sâm, xương sáo. Cái này các bạn gọc nó ra rồi xong mình múc cho thôi. Ok các bạn ơi, thì mặc dù ở đây họ đã cho mình một bịch hạt é rồi, nhưng mà ở nhà mình còn nguyên một hộp hạt é nữa. Hạt é ở bên Mỹ bán cũng khá là rẻ các bạn, một bịch như vậy á chỉ có 90 mấy cent thôi các bạn, cũng khá là rẻ cho nên không ai bắt. Ở bên Việt Nam thì cũng rẻ lắm mà ha, ở bên Mỹ cũng rẻ lắm. Lâu lâu mình phải uống nước gì đó để cho nó giải nhiệt cơ thể các bạn. Ok, lấy cái ly ra. Bây giờ mình bỏ một nhiêu hạt é thôi ha, chú ý là mà ở đây bên Mỹ có nước nóng luôn cho nên mình không cần nước sôi, bạn chỉ ngâm nước nóng là nó nở ra. Cái này rất là đơn giản luôn. Đây là trà sữa phiên bản thời cổ lưu sĩ các bạn. Đó, chưa gì mà nó nở ra nè. Hồi xưa làm gì mà có trà sữa bạn, hồi xưa là uống cái này là học sinh là ghiền lắm nha các bạn. Là gì có trà sữa uống. Ủa bữa mẹ nói cái bao tay con đầu nó ăn mẹ thấy đâu mẹ? Đó trong tô bự của mày đó nha, chỗ tô bự. Dạ con thấy ạ. Thank you. Đó. Hồi xưa uống cái này là ghiền lắm nha các bạn.
một ly mà hồi xưa tính theo tiền á, là một ly là 500, một ly 500 các bạn, 4 ly là 2000, bây giờ một ly chắc là 20000 quá. Ủa anh dùng nước nào ngâm vậy? Nước lạnh. Nước này hả? À. Không ngâm bằng cái nước uống nước ăn. Bây giờ mình sẽ cắt xương sáo trắng trước đi các bạn. Dạ đúng rồi. Trời là chi khó gặp gặp nó được vậy. Mấy cái bà mà bán hột é ở trước nhà mình, ở trước cửa trường các bạn, mình thấy bà làm á, bà lấy con dao bà gọc như thế này. Xong rồi bà múc thôi. Thì nó to bự nó đều, cái này mình làm gì thì nó đều hết. Ở nhà ăn. Hồi xưa trước cổng trường á, trời ơi, đi học ra là trời nóng nực các bạn, nóng lắm các bạn, ở Việt Nam nóng lắm nha. Ra mà ăn một ly mà các bạn biết không, họ là họ bán bằng cái thao, bạn biết không? Cái thao bự đúng nha. Xong cái họ bỏ cục đá ở chổng là có hộp é nè, ở này này nè. Cái họ hỏi mình là muốn uống bao nhiêu ly. Cái mình nói mình uống một ly, họ muốn uống cái nào nhiều. Cái họ múc một ly một miếng hộp é, nguyên một cái thao bự các bạn. Cái ở bên đây là hộp é, bên đây là xương sâm, bên đây là xương sáo, bên kia là mũ gòn. Cái họ hỏi mình uống gì, cái mà họ múc hộp é vô, tại hộp é rẻ bạn, đa chủ yếu là hộp é nha. Múc hộp é vô, múc mũ gòn vô, múc mũ chôm vô, múc mọi thứ chút xíu bỏ vô bạn. Nhưng mà quan trọng là cục đá đó giữa bạn, xong rồi họ bỏ dầu dừa vô, họ cho một cái muỗng, xong rồi họ đập cái đá nhuyễn vô đó bạn. Đó. Nguyên một cái thao luôn, họ để trong cái thao luôn. À, ở dưới quê mình là họ làm gì đó. Cái này nó cái xương sâm này nó hơi chạy hơn cái kia các bạn ha. Tại nó có nước. Ừ. Đó. Cái này ở cái tiệm trà sữa nổi tiếng chẳng hạn như là Kung Fu Tea, Gongcha Tea á. Mấy cái trà sữa mà của nổi tiếng của Đài Loan bây giờ họ cũng có cái topping này các bạn, giống như là họ gọi là herbal jelly, có nghĩa là xương sâm, xương sáo bạn. Giống như là cái xương sáo màu trắng này á, cái xương sáo màu trắng này họ gọi là glass jelly các bạn, glass jelly. Còn cái xương sâm màu đen này họ gọi là herbal jelly các bạn. Jelly. Có nghĩa là cái thạch các bạn, còn cái thạch dừa của mình hồi xưa đó họ gọi là coconut jelly. À, mình mới nói là trời mấy cái này hồi xưa ở Bạc Liêu mình đã ăn mấy chục năm về trước rồi. Mà bây giờ nó lại nổi tiếng các bạn. Nó được những cái thương hiệu nổi tiếng xài các bạn. Đó. Chẳng hạn như là trà sữa trân châu đi, thì cái trân châu đó hồi xưa ở quê mình không có thì chấp nhận được các bạn. Nhưng mà mấy cái xương sâm xương sáo này mình đã có từ rất là lâu các bạn ha. Xương sâm xương sáo. Cái công ty giờ nó có trà sữa gì khoanh lăng tím nữa. Thì chỉ có một cái là trân châu là hồi đó ở dưới quê là không có bạn, chỉ có là Đài Loan nó họ mới chế ra là trân châu. Nhưng mà mình nhớ là ở Việt Nam mình có xương xe hạt lựu bạn, hạt lựu thì người ta cũng làm giống như trân châu vậy đó. Nhưng mà khổ nổi cái là hạt lựu nó lại không có nổi tiếng cả thế giới bạn, nó chỉ nổi tiếng ở Bạc Liêu thôi. Đúng không? Bởi vì cái gì cũng vậy bạn, mình phải quảng cáo, mình phải chơi gọi là marketing, mình phải đi khắp thế giới bạn ha. Đó. Các bạn thấy không, cái xương sâm này á, người Việt Nam mình uống cái chỉ nó chỉ quanh quẩn ở trong Việt Nam các bạn. Nhưng mà tụi Đài Loan bây giờ tụi nó cho vô thương hiệu tụi nó. Bây giờ các bạn biết không, bây giờ mình đi trà sữa mình muốn bỏ topping, bỏ cái một nhúm gì đó bạn, một nhúm thôi là 50 sen đó nha các bạn, 50 sen đó, rẻ rẻ đâu. Thấy các bạn thấy làm một cái tô gì nè. Mà cái tô gì nếu mà bỏ topping không á, đó. Hai lát topping thì là một đồng các bạn, một đô la đó các bạn nhé. Đi học này mua có 1-2 đồng. Các bạn thấy không, bán trà sữa mà bán theo cái kiểu của người Đài Loan, chẳng hạn là Kung Fu Tea hay là Gongcha Tea đồ đó, lời đó các bạn. Còn bán mà trà sữa mà theo mấy cái bà bán hộp é với lại mũ gòn nó bán quạm lời, một ly có 500 bạn, một ly có 500, một ly có 20000, bán full topping luôn, không lời các bạn, không giàu. Trong khi người ta bán quá trời thương hiệu luôn bạn ha. Trà sữa nổi tiếng, trà sữa hồi xưa các bạn biết không? Vào năm 2000 á, cái lúc mà trà sữa nó về Việt Nam á, chỉ có trà với lại chanh nặng vô thôi rồi bỏ trân châu thôi. Hồi xưa ở Sài Gòn là uống trà gọi là trà sữa mà cái loại mà trà sữa Đài Loan á, bạn biết không, là trà họ nặng chanh vô giống như trà chanh vậy đó. Xong rồi bỏ cái trân châu vô là thanh. Xong rồi trà sâm dứa nữa, trà sâm dứa nữa. Nhưng mà quan trọng là trân châu các bạn với lại cái ống hút nó bự bự các bạn. Nó lạ là cái ống hút nó bự bự thôi. À. Chứ hồi xưa làm có cái ống hút bự bự. Lát nữa phải lấy cái ống hút bự bự hút mới được. Top bên của mình không? Nói cái này là cái khúc này thôi nè, là 50 sen các bạn. Các bạn múc vô cái ly là 50 sen á. Bây giờ mình bỏ vô đây các bạn ha.
mình đổ nó vô đây á, ăn ăn bao nhiêu múc bấy nhiêu, xong rồi bỏ tủ lạnh đó, thơm quá. Ở trong cái bọc này họ đã bỏ dầu chuối vào hơn đó, thơm quá trời, full topping luôn nè, quá trời luôn. À, bây giờ là tới cái phần quan trọng là hạt é các bạn nhé. Đó, uống cái này là mát lắm luôn các bạn ơi, toàn là đồ bổ mà. Không gà đi làm nail rồi bụi, đi uống này cho nó dễ đặt. Rồi, tiếp tục cái topping nè. Trời, các bạn nhìn nè, ăn như vậy mới đã nè, mũ chơm bỏ vô luôn. Thay vì mình để vô cái thao giống như bà kia các bạn, nhưng mà mình đỏ đây đi. Đó, đời ơi nè, trời các bạn nhìn nè, đời ơi cục nào cũng thấy bự bự không. Đó, bỏ vô đây. Rồi, nguyên một bình luôn các bạn, đã quá đã quá. Lát nữa phải nấu nước đường bỏ vô nữa. Bây giờ đó, các bạn thấy không, chỉ có một chút xíu thôi mà mình đã có được một khối trà sữa topping. Giờ bán ra lời, giờ bán ly 5 đô cũng lời. Bây giờ mình thấy công nhận mấy cái bà bán xương sâm, xương sáo bên Việt Nam mình, họ có ý tưởng rất là hay các bạn, nhưng mà họ lại không có cái chiến lược marketing các bạn, không có chiến lược quảng cáo. Cái này mà có người mà giống như là đưa ra một cái chiến lược gọi là marketing đó, quá đã luôn. Trong khoảng không hiểu lắm này. Mình thấy giống như mấy cái bà bán xương sâm hồi xưa các bạn thấy không? Mà để nguyên một thao luôn, xong rồi các bà múc vô, bạn ăn bao nhiêu múc bấy nhiêu. À, bà này cục đá giữa nữa. Bên này có món mới nha các bạn, xương sâm xương sáo đó, hột é nè, mũ gòn, đời ơi. Mũ chơm bao ngon, full topping. Ok các bạn ơi, bây giờ mình đã dùng hai cái ly cà phê Starbucks. Mình uống ly cà phê Starbucks mình hay giữ lại lắm các bạn, không biết tại sao. Các bạn cũng giống như mình thôi. Bây giờ mình đã bỏ ở đây rồi, ở trong này nó có xương sáo, xương sâm, xương sáo đen, xương sáo trắng, hộp é, tất cả full topping luôn bạn nhé. Bây giờ mình đang chờ đợi nước đường, giờ mình sẽ bỏ đây. Còn cái này thì mình sẽ để mình ăn từ từ các bạn ha. Ở đây một ly nữa. Nó thật sự cái này á, một ngày là mình ăn gần hết các bạn. Tại vì sáng mình múc mình ăn hoài luôn. Ok các bạn ơi, thì bây giờ mình đã bỏ nước đường vô rồi. Thấy coi ngọt chưa? Vừa ngọt vừa thơm nữa. Bây giờ bỏ vô đây ha. Rồi. Bây thơm quá, dầu chuối đâu. Đây, các bạn biết này là gì không? Dầu chuối các bạn. Đây là nước hoa Chanel number 5 của Việt Nam. Thơm lắm các bạn ơi, trời ơi, ai mà chế cái dầu chuối này tôi nói thiệt sự mà tôi phụt luôn á. Một giọt thôi các bạn nhé, nhiều quá nó sẽ đắng lắm. Rồi, hồi xưa Việt Nam á, mà mấy bà bán, bà hỏi mình có ăn dầu chuối không, bà xịt vô, xịt vô hai giọt. Bây giờ lấy đá bỏ vô. Đó, các bạn thấy chưa? Một ly trà sữa trân châu full Việt Nam, full topping. Nhìn nè, ăn thử nha. Trời ơi, full topping luôn các bạn ơi. Tên miếng ha. Ngon quá. Dạ,
cái muỗng cho nó liếm cái. Sợ nó sặc á. Nhấp nhấp kìa, nhấp nhấp mà. Nhấp nhấp cái miệng này, nhấp nhấp. Cũng biết thực thật rồi chứ. Ngon quá. Không lấy đi ít hả? Không lấy đi nhiều, lấy đi ít để cho bà nội. Đi ít đó. Bên này ít, ghi lên kia nhiều kìa. Ngon quá các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ kết thúc video tay. Cảm ơn các bạn theo dõi video clip của mình nhé. Bye bye các bạn.